Tiểu Dân, Tiểu Dân về rồi. Tiểu Dân, Tiểu Dân, Tiểu... Bác gái, con còn mặt mũi về đây sao? Con trả lại con gái cho tôi, trả Tiểu Dân cho tôi đi. Bác gái à, đồng nghiệp của con rất cố gắng trong chuyện tìm Tôn Dân, nhưng tiếc là không tìm được cậu. Không tìm được Tiểu Dân, cậu về đây làm gì? Con về để dọn đi. Dọn đi. Tôi thật sự rất hối hận. Tại sao trước đây tôi lại để cậu đến đây ở? Không ngờ cậu lại là hạng người này. Trên báo đăng là cậu đã bắt được Hồng Mao, còn được ghi công lớn. Cậu hài lòng lắm phải không? Có phải nếu cậu tìm Tiểu Dân không có lợi gì cho cậu không? Cho nên cậu không cố ý tìm nó. Bác gái, con không phải là hạng người này. Cậu không phải hạng người này. Bản thân cậu đã nói thời kỳ phi thường là phải dùng thủ đoạn phi thường. Tại sao cậu có thể dùng thủ đoạn phi thường để bắt giữ Hồng Mao? Tại sao cậu không dùng chức quyền của cậu để tìm Tiểu Dân về đây? Bác gái à, chuyện đã qua nhiều ngày rồi, cũng chưa có tin tức của Tôn Dân. Tại phán đoán của con, chắc là Tôn Dân cố tình bỏ đi đâu rồi. Nếu Tôn Dân có thể nghĩ thoáng, chúng ta muốn tìm được cậu thật sự rất khó khăn đó. Tiểu Dân vì chuyện gì, có lý nào nó lại dày dò tôi như vậy? Tại vì trái tim của Tôn Dân đã đi theo Hồng Mao rồi. Tôi không ngờ tôi đã nuôi nó hai mươi mấy năm, vậy mà lại thua một tên lưu manh. Thật ra tôi đã gây ra lỗi lầm gì? Tại sao phải dạy dỗ tôi như vậy? Cậu đi đi, mọi người hãy mặc kệ tôi, cứ để tôi chết cho rồi đi. Bác gái, con thật sự đã cảm kích sự chăm sóc của bác dành cho con trong thời gian qua. Cảnh sát tụi con sẽ làm hết sức mình để tìm được Tôn Dân. Xin bác yên tâm. Nè, nè. Cảm ơn. It's my pleasure. Phục vụ em là hạnh phúc của anh đó. Lời ngon tiếng ngọt, anh đừng có giả làm người tốt. Không đâu Tiểu Yến à, từ đầu tới cuối anh đều một lòng một dạ với em mà. Em thấy không, đội nữ cảnh sát tụi em cô nào cũng rất là xinh đẹp. Anh có liếc mắt đưa tình với cô nào đâu. Anh có liếc mắt đưa tình với cô nào khác, làm sao em biết? Hơn nữa cho dù là có, cũng không có lý nào nói trước mặt một cô gái khác mà. Không không không, em không phải là một cô gái khác, em là cô gái duy nhất đối với anh đó. Only you. And make this world seem right. Only you. Hả? Anh thôi cái trò này đi. Thật đó. Tiểu Yến à, anh nói cho em biết nha, trên người của anh mỗi một lỗ chân lông đều có thể làm trắc nghiệm được đó. Công tin em cứ thử đi nha. Anh lắm trò thật đó. Anh thì có tinh nghịch gì đâu chứ. Tiểu Yến à, anh có thể hứa với em, anh tuyệt đối không giống như là con khỉ chân dài bên kia đâu. Đã có Khải Lợi học tỷ rồi mà còn liếc mắt đưa tình với Tina học tỷ nữa. Anh nói cho em biết, Khải Lợi học tỷ là người xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, nhưng mà không biết khéo chọn chút nào hết. Tại sao lại thích con khỉ đó được chứ? Em đâu có đúng không? Trời Lập Quy, anh đang nói ai không biết khéo chọn vậy? Khải Lợi học tỷ à? Không phải đâu, vì tôi thấy thấy không đáng cho chị thôi. Anh đừng có nhiều chuyện. Tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, tôi với Diên Tuấn Kiệt không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không? Đối với người không biết đang cần gì giống như anh ta, tôi không muốn đếm xỉa tới nữa.
Trả lời tỷ à, tôi thấy thái độ của chị đối với con khỉ đó không được tốt lắm, tại sao vậy? Trời Lập Quy, ăn cơm của anh đi, đừng có nhiều chuyện. Thật ra em cảm thấy Tuấn Kiệt rất là đáng thương. Lần này chúng ta bắt được Hồng Mao, nói thật nha, anh ấy có công lao rất lớn, nhưng bây giờ ai cũng trách anh ấy. Hơn nữa vì điều này cho thấy Tiểu Dân đã mất tích rồi, trong lòng anh ấy chắc chắn là khó chịu lắm. Con khỉ đó, ngày thường nói chuyện lúc nào cũng bắt nạt người ta, rất là phách lối. Cho dù anh ta đáng thương đi nữa cũng không ai quan tâm đâu. Đó là vì anh ta là trẻ mồ côi mà, sao anh không biết thông cảm chút nào hết vậy? Tiểu Yến à, cho dù anh ta là trẻ mồ côi cũng không có nghĩa là anh ta có thể quan tâm người khác mà. Ê, Tiểu Yến, sao em lại đi nói giúp con khỉ đó vậy? Không phải đâu, vì em nghĩ anh ấy ăn nói không có sáo cho lắm, thường tổn thương người khác. Nhưng điều này không có nghĩa là mỗi lần anh ấy nói chuyện đều là giả dối. Không phải là giả dối thì là cái gì? Là đang bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân hả? Chị nghĩ đi, anh ấy không có cha mẹ để dạy cho anh ấy cách sống với mọi người. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều sống trong thế giới của mình. Anh ấy làm sao tin tưởng người khác đây? Chị không nghe người ta nói sao? Đứa trẻ không cha không mẹ là đáng thương nhất. Vì anh ấy không có ai chăm sóc, cho nên thường bị người ta ăn hiếp. Nghe em nói như vậy, con khỉ này đúng là có chút đáng thương. Sao em biết anh ở đây? Là anh Trung nói cho em biết. Sao anh không mời em vào trong nhà? Nhà anh bề bộn như vậy, có cần em dọn dẹp giùm anh không? Không cần đâu, anh tự thu xếp được rồi, không sao đâu. Anh vẫn còn giống như ngày xưa sao? Bất cứ chuyện gì cũng không muốn chia sẻ với người khác. Tại vì anh không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai. Nhưng trong lúc anh cảm thấy cô đơn, anh lại tìm nữ cảnh sát để nói chuyện yêu đương. Anh không biết quốc thủ nên nói gì với em, nhưng mà đây là chuyện riêng của anh, xin em đừng hỏi nữa. Được rồi, vậy thì quá khứ của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ anh muốn xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Nếu như đã là quá khứ, sao em còn nhắc tới nữa? Anh đã quên hết rồi. Anh đã quên, nhưng mà em thì không. Trước đây là Cao Vĩnh Thành hại anh không thể làm phân cục trưởng, không phải em hại anh mà. Chúng ta đã chia tay rồi, còn nói những chuyện này làm gì? Chúng ta từng nói là sẽ kết hôn, nhưng anh lại ra đi không nói tiếng nào, đến Đài Bắc này một mình. Chẳng lẽ anh không cần nói gì với em sao? Nhưng mà anh không nhận thấy là anh làm sai. Nếu như vậy, ít ra anh cũng phải cho em một câu trả lời chứ. Em biết câu trả lời đó hay không, kết quả cũng như vậy thôi, em còn hỏi để làm gì chứ? Tại vì em rất muốn biết thật ra anh vì điều gì. Tina, anh có nỗi khổ của mình mà. Nỗi khổ gì? Vì em rất muốn biết tại sao anh thay đổi. Trong lòng em biết anh không phải là không thích em, vậy tại sao chúng ta phải chia tay? Em rất muốn được ở bên cạnh anh. Tina, Tina.
Ông Lâm, không phải tôi không làm hết sức mình, mà là khi tôi đến nơi, cảnh sát đã vào trong đó lục xét hết trơn rồi. Cho dù phải mất mạng cũng phải cướp dữ liệu đó về. Ông Lâm, không thể nói như vậy được. Tôi mất mạng đồng nghĩa với tôi đã chết. Tôi chết rồi nằm yên một chỗ, làm sao mà cướp được đây? Mày đừng có nói trả treo. Không phải trả treo, chủ yếu là tôi muốn giải thích với ông thôi. Trong lúc ông báo cho tôi biết tôi đến đó thì đã quá trễ. Khi tôi đến đó đã có hàng đống cảnh sát rồi. Tôi chỉ có mình thôi à. Có câu mãnh hổ không địch lại quần hầu mà. Mày không có dao còn có súng hả? Tao thực sự không nên giao chuyện này cho mày mà. Ông Lâm, không phải ông đã nói người ông tin tưởng nhất là Alo. Cái gì? Tôi biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận đó. Ông Lâm à, có chuyện gì vậy? Đĩa ghi âm và tài liệu của Trina bị họ lấy hết rồi. Công ty của tao cũng bị điều tra. Thân phận của tao đã bại lộ. Bây giờ tao cũng như tụi bay, cũng là một đối tượng truy nã của cảnh sát. Một người điều tra dân Tây để uy hiếp chúng ta, một người là tay trong để lộ thân phận. Bọn cảnh sát này cần phải trừ khử từng người một. Mặt trắng, mày chuẩn bị xong chưa? Ông Lâm, chỉ cần ông lên tiếng tôi sẽ làm ngay. Được. Tại sao em lại tới Đài Bắc tìm anh? Tại sao em phải đến Đài Bắc? Em đến đây làm gì ai? Chắc là anh hiểu rõ mới đúng. Anh biết là anh có lỗi với em, cũng muốn bù đắp cho em. Nhưng mà không phải là bây giờ. Không phải bây giờ? Như vậy là chừng nào? Ngày mai, ngày mốt, 3 năm, 5 năm hay là 10 năm sau? Thật ra anh không có thành ý. Cho dù là sau này hay là bây giờ, anh cũng mong em đừng xuất hiện trước mặt anh làm phiền anh, có đúng không? Tina, em định đi đâu? Bây giờ thân phận của em đã bại lộ rồi, chỗ ở của em cũng không thể về được nữa, nguy hiểm lắm đó. Anh còn quan tâm đến em sao? Em ngủ trên giường, anh ngủ ghế sofa. Là thật, điều là thuê bao được đăng ký dưới danh nghĩa của ông Lâm. Tại sao số thuê bao này cước phí hàng tháng lại cao như vậy chứ? Nói không chừng từ chỗ này có thể lần ra manh mối. Alo, chào anh. Tôi là Tống Trung Nghĩa của đội hình sự 3. Phiền anh xem lại nhật ký điện thoại của số thuê bao này. 02-27736-907. Cảm ơn.
quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tiểu Trưng, thật ra em đang ở đâu vậy? Cho dù em không muốn gặp anh, ít ra em cũng phải cho em biết em đang ở đâu chứ. Nhất là mẹ của em, em cũng nên cho bà ấy biết em có bình an vô sự hay không. Đúng rồi, bác gái, bây giờ con ở đâu? Ngay cả chút tin tức cũng không có. Con có biết mẹ đã chảy bao nhiêu nước mắt hay không? Ai đó? Bác kế, là con đây, A Trung. Chào bác. Trung à, có phải có tin tức của Tiểu Dân không? Con cố tình đến thăm bác. Bác kể à, có phải bác có tin của Tiểu Dân không? Lúc đó bác nên hiểu ra mới đúng, là nó cố tình trách phạt bác mà, cho nên mới không chịu về. Tại vì nó cảm thấy sở dĩ Học Mau trở thành bại hoại trong xã hội là trách nhiệm của bác, là bác không chịu cho Học Mau cơ hội để quay đầu lại. Nhưng mà dù sao đi nữa, người làm mẹ này cũng không trơ mắt nhìn con gái của mình đi trên con đường không có ánh sáng mà. Nếu bác không mau chóng ngăn cản nó, không chừng Tiểu Dân đã trở thành một phần tử trong tập đoàn Hồng Mao rồi. Bác làm vậy không lẽ là sai sao? Bác gái, mỗi người đều có quyết định riêng của mình. Không chừng giống như bác mới nói, Tiểu Dân cố tình tránh mặt chúng ta. Nếu như có người bạn nào Tiểu Dân thường hay qua lại, không chừng con bỏ ra ít sức lực sẽ tìm được cô ấy. Mấy hôm nay người quen với Tiểu Dân, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, bác đều đi hỏi hết rồi. Nhưng những gì họ nói cũng như con thôi. Bác thật sự không ngờ Tiểu Dân là vị Hồng Mau đó. Hoàn toàn không nghĩ cho người làm mẹ này. Nếu như nó ở bên ngoài có mệnh hệ nào, bác không phải có lỗi với người cha quá cố của nó hay sao? Bác gái, cá tính của Tiểu Dân rất kiên cường, cô ấy có suy nghĩ riêng của mình. Hơn nữa đã trải qua huấn luyện của trường cảnh sát. Con nghĩ dù cô ấy gặp phải tình huống gì, cô ấy cũng đối phó được. Vì điểm này bác có thể yên tâm. Nói không chừng sau khi cô ấy bình tĩnh lại, suy nghĩ sự việc rõ ràng, tự nhiên sẽ trở về thôi. Nhưng mà bác lo lắng, bọn đàn em của Hồng Mao đều vẫn chưa bắt được. Có phải bọn họ sẽ bắt cóc Tiểu Dân tiếp tục gây án nữa hay không? Theo căn cứ manh mối cảnh sát tụi con nắm bắt được, chắc là không có tình hình này đâu. Bác gái à, bác đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đội trưởng đã thông qua phân cục số 8 cố gắng tìm Tiểu Dân rồi. Con nghĩ không lâu sau sẽ có tin của cổ. Bây giờ bác chỉ có thể đợi như vậy thôi. À, Trung à, nếu như con có tìm được Tiểu Dân,
phiền con nói lại với nó. Con nói với nó, từ nay về sau bác tuyệt đối không can thiệp vào chuyện tình cảm của nó, kể cả con. Cảm ơn em đã giúp anh. Em có giúp anh điều gì đâu. Anh muốn nói trong nhiệm vụ lần này, nếu như không có em đứng ra giúp anh, anh cũng không thể nào thông qua, còn được cấp trên khen ngợi nữa. Anh cũng cố gắng lắm, đây là điều anh nên có mà. Tina, sau này em sẽ là một cô vợ hiền nữa. Vậy thì sao nào? Có ai nói là sẽ cưới em đâu. Ai nói là không? Anh không phải đang đứng trước mặt em sao? Chỉ cần em gật đầu, nói là em đồng ý thôi. Hay là em đã có người thích hợp hơn anh rồi? Anh nghĩ chắc là không có rồi. Trên đời này chắc là không ai dũng cảm như anh, dám cưới một người con gái có tính đàn ông giống như em vậy. Nè Viên Tuấn Kiệt, thế anh muốn ăn đòn rồi đó. Ê, nè đừng thôi mà. Nè em đánh được thật hả? Bác trai, mời dùng trà. Cảm ơn. Tại sao trà lại đắng như vậy? Ngay cả trà ngon cậu cũng mua không nổi sao? Nếu sau này Tina lấy cậu, không phải uống trà này suốt đời sao? Bác trai à, con tin là con sẽ không như vậy suốt đời mà. Có lòng tin thì tốt, nhưng cậu đừng quên, cậu không cha không mẹ, không có tiền, cũng không có gia thế. Trong ngành cảnh sát, với người không có bối cảnh như cậu, muốn thăng quan tiến chức còn khó hơn lên trời nữa. Cậu có biết không vậy? Tôi chỉ có đứa con gái Tina này thôi, tôi không để nó phải chịu cực khổ đâu. Bác trai, con biết công việc của cảnh sát rất là vất vả, nhưng con với Tina đều không sợ cực khổ đâu. Tina không sợ khổ, tôi sợ. Tôi sợ người ta chế cười. Người đại nam chúng tôi, gả con gái phải có bao nhiêu bánh cưới, bao nhiêu sính lễ, cậu có biết không vậy? Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ không biết. Cho dù cậu có biết, cậu cũng không làm được. Ở Đài Nam hội trực chúng tôi là đại gia tộc danh vọng đó. Bác trai, ý của bác cậu đã hiểu rồi. Có phải em làm phiền anh, anh không ngủ được không? Có phải. Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài mua ít đồ.
hôm nay không cần đi làm, vậy mà mình lại ngồi ở đây suốt đêm. Trước đây vì Tuấn Kiệt với Tiểu Dân khiến mình như người mất hồn. Bây giờ Tiểu Dân đã đi rồi, lẽ ra mình với Tuấn Kiệt phải được danh chánh ngôn thuận mới đúng. Nhưng mà vừa rồi mình lại bị sỉ nhục lớn như vậy. Từ trước tới giờ, tình cảm yêu hận lẫn lộn của mình với Tuấn Kiệt đã khiến mình không cách nào kiểm soát được bản thân. Chẳng lẽ bây giờ còn phải vì Tina tiếp tục đau khổ sao? Rõ ràng mình biết ở bên cạnh Tuấn Kiệt đúng là cái bẫy rất đáng sợ. Kết quả là mình... Nếu như mình vẫn muốn tiếp tục như vậy thì mình còn là Châu Khải Lợi hay không? Khải Lợi ơi Khải Lợi, cô hãy tỉnh lại đi. Cô thấy không, những người này đều đang bắt đầu sống nghiêm túc trong mỗi một ngày của họ. Không lẽ cô còn muốn tiếp tục ở trong mối tình sai lầm của cô sao? Cô đừng quên, là một nữ cảnh kiệt xuất mới là mục tiêu lớn nhất trong đời cô. Hào khí của cô đâu, chạy đi đâu mất rồi? Hay là phương hướng trong cuộc đời cô đã thay đổi? Không, kể từ hôm nay tôi cũng sẽ giống như họ, mỗi một ngày đều sống thật nghiêm túc, làm lại bản thân. Tina, Tiểu Dân, Tiểu Dân, hết Tiểu. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có nghe nói chuyện với anh với Tiểu Dân. Thật ra tôi không tin trên đời này có người đàn ông chung tình, nhưng sau khi gặp anh, tôi tin rồi. Đã hơn 8 giờ rồi sao? Đến giờ làm việc rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tối qua anh không về nhà, ở lại đây điều tra án tình sao? Dù tôi có về nhà cũng không ngủ được, chi bằng ở lại đây còn hơn. Tôi thật sự ganh tị với Tiểu Dân, có một người si tình như anh đang đợi cổ. Đội trưởng. À, Trung. Kìa, đội trưởng. Có điều tra được gì không? Tôi điều tra được số điện thoại của Lâm Tan. Tôi đã báo cảnh sát ở phòng quản lý điện thoại rồi, chắc là không lâu sau sẽ có tin tức. Tốt lắm. Alo, tôi đây. Cái gì? Dạ, tôi biết rồi. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Cấp trên chứng thực Cao Vĩnh Thành đúng là người họ cử tới chỗ ông Lâm làm tay công. Chúng ta thả người ngay. Hơn nữa còn phải xin lỗi ông ta. Sếp Cao, anh đã nói là sẽ đợi tôi về mà, bây giờ đến quan nghênh tôi không? Sếp Cao, tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm? Tôi đã nói rồi, nhưng mà lại không tin. Nhất định phải giam giữ tôi 24 tiếng đồng hồ. Nếu không lãng phí khoảng thời gian này thì tôi đã bắt được tập đoàn của ông Lâm rồi. Bây giờ thì tốt, để ông Lâm đã trốn mất. Trách nhiệm này hãy gánh đi. Trong quá trình điều tra anh, tôi nhận thấy tôi không làm sai. Anh còn xáo biện hả? Rõ ràng anh thấy Cao Vĩnh Thành này chướng mắt, muốn nhân cơ hội này lấy công trả thù riêng có phải không? Cao Vĩnh Thành, đội trưởng chúng tôi không phải là hạng người này. À đúng. Nhưng
Nhưng bây giờ chuyện để ông Lâm trốn thoát đã là sự thật. Trách nhiệm này tôi sẽ truy cứu đến cùng với tổ. Chuyên án chúng ta có đoạn ghi âm, hơn nữa bản thân ông ta đã thừa nhận dân tay là ông ta đánh cháu mà. Tôi nghĩ quốc thủ nhất định là ông ta cho người đánh bị thương. Đội trưởng, anh thử nghĩ đi, nếu ông ta thực sự là tay trong, sao ông ta vì chuyện dân tay đánh quốc thủ bị thương chứ? Đúng rồi đó, suýt chút nữa còn kêu ông Lâm giết tôi. Thật sự là rất quá đáng mà. Trung à, bình tĩnh lại đi. Đội trưởng à, làm sao tôi bình tĩnh được đây? Cao Vĩnh Thành này 5 lần 7 lượt phá hoại đội chuyên án chúng ta, sa thải Tôn Dân, đánh quốc thủ bị thương. Bây giờ chỉ nói một câu, vì muốn tiếp cận ông Lâm thì phải bỏ qua chuyện này sao? Nếu như có lỗi đồng nghiệp này, tôi thà không làm cảnh sát còn hơn. Nếu không bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Cấp trên đã nói như vậy rồi. Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn hạng người này tiếp tục phách lối như vậy sao? Tôi không tin ông ta đi đêm dèo không gặp ma. Bây giờ chuyện chúng ta làm được chính là bắt ông Lâm, sau đó để cho ông Lâm đích thân chỉ chứng Cao Vĩnh Thành. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Cấp trên thông báo cho tôi biết, chứng thực Cao Vĩnh Thành được lệnh tiếp cận ông Lâm, bây giờ đã thả ra rồi. Chuyện này tôi đã ngờ trước. Con người Cao Vĩnh Thành này, hai phía chánh tà đều có người, bối cảnh vững chắc. Làm sao chúng ta có thể đốn ngã ông ta dễ dàng như vậy? Tôi không tin cả đời ông ta có thể nhẫn nhơ qua dòng pháp luật. Được rồi, chuyện của Cao Vĩnh Thành tạm thời chúng ta điều tra đến đây thôi, đừng lãng phí thời gian để thảo luận nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải bắt được bọn người của ông Lâm với mặt trăng. À Trung, cậu nghe rõ chưa? Alo. Anh Trung, số thứ 3 hôm qua anh nhờ tôi điều tra đã điều tra được rồi. Là ai? Một công ty tên là Đầu tư Quang Huy. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Tuấn Kiệt, tôi phải ra ngoài một lát. Anh Trung, anh đi đâu vậy? Tìm được manh mối rồi, tôi phải đi điều tra. Tôi đi với anh nha. Alo. Đâu sư trưởng, tôi đây. Cao Vĩnh Thành hả? Anh ra rồi sao? Đúng vậy, mấy cảnh sát hình sự không hề biết sống chết này. Tưởng là nắm được điểm yếu của tôi thì có thể làm gì tôi. Kết quả không phải là ngoan ngoãn thả tôi ra sao? Cao Vĩnh Thành, đừng đắc ý quá đến quên hết mọi chuyện. Trước đó là gì? Anh đã dở quá nhiều trò nên mới bị người ta nghi ngờ. Bây giờ anh chỉ tạm thời thoát thân thôi. Làm việc cẩn thận một chút đi, đừng để cho người ta gây phiền phức nữa. Dạ, đốc sĩ trưởng, tôi biết rồi. À đúng rồi, xin hỏi bây giờ ông Lâm thế nào? Tôi thu xếp xong hết rồi. Dạ. Để tôi chút nha, để tôi chút nha. À, xin lỗi. Tôi sẽ ngồi bên kia, anh từ từ nói chuyện.
Nè Tina, chuyện là vậy. Tại vì đồng sự trưởng của công ty đầu tư Quang Huy là bạn thân của ba tôi. Ý tôi là đừng để họ nghĩ là chúng ta đang điều tra. Tôi dùng danh nghĩa cá nhân đến thăm ông ấy. Cô yên tâm đi, tôi vẫn điều tra theo công việc mà. Cô ở đây đợi tôi chút xíu nha. Được. Tôi sẽ về ngay. Ừ. Sự việc như vậy là được rồi. À, được. Anh nhớ bảo trọng nha. À, được. À, xin lỗi nha. Tôi không phải nói với anh rồi sao? Gọi điện đến trước để tôi dành thời gian pha trà trò chuyện với anh chứ. Không phải đâu. Hôm nay không phải uống trà trò chuyện với anh. Hôm nay đến để bàn chuyện làm ăn với anh đó mà. À, chuyện gì vậy? Nè, anh nhìn đi. Ở đây là cái gì? Một ít tiền đó. Đây là tiền riêng của tôi. Ngay cả bà xã tôi cũng không có biết đâu. Tôi nghĩ là để trong ngân hàng, lãi suất cũng không có là bao. Mới đến chỗ của anh, kêu anh dạy tôi đầu tư như thế nào để cô có thể kiếm thêm được chút cháo hay không. Nếu không đến khi thằng nhóc nhà tôi cưới vợ có tiền mới có thể tổ chức linh đình được chứ, đúng không? Nè, tôi biết anh tin tưởng tôi. Là bạn thân thì tôi phải nhắc nhở anh, bất kể là anh muốn cổ phiếu hay là trái phiếu, rất là mạo hiểm đó nghe hả cậu? Tôi biết rồi, tôi hiểu ý của anh mà. Đầu tư làm ăn làm gì có chuyện lời chắc không lỗ. Nhưng mà tôi tin tưởng anh ở trong nghề nó ổn thỏa hơn. Không đâu, điều này... Nè, làm ơn đi, anh đừng có từ chối. Tôi tin tưởng tầm nhìn cao của anh mà. Anh tin tưởng tôi như vậy, tốt. Tôi sẽ làm hết sức mình để kiếm tiền giùm anh. Cảm ơn. Nào. Đây. Đồng sự trưởng, có chuyện gì? Có một cảnh sát đến thăm ông. Mời anh ta vào. Dạ. Nè, hình sự tìm anh kìa, có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Chúng tôi làm ăn quang minh chính đại mà, có sao đâu. Đặc biệt là có vị tiền bối ngành cảnh sát đang ngồi ở đây, không có vấn đề gì đâu. Anh nói như vậy là đúng rồi. Dù anh ta có cấp bậc gì, nhìn thấy tiền bối này ngồi đây cũng nể tôi ba phần. Đúng vậy. Kiếm tiền là do anh phụ trách. Gặp cảnh sát đó ha, để tôi giải quyết được rồi. Trời ơi, giao du với người bạn như anh đúng là rất xứng đáng. Anh cũng được lắm. Ủa, ba, sao ba lại, tại sao ba ở đây? Ba đến bàn chuyện làm ăn với chú Phúc Khí của con đến đây làm gì? Con đến điều tra vụ án của Lâm Tan. Hy vọng chú có thể phối hợp với con. Con muốn nói Lâm Tan chính là ông Lâm. Cảnh sát tụi con đang truy nã ông ta. Nè, con điều tra bọn người Hồng Mao ông Lâm, sao lại điều tra đến đây vậy? Ba, công ty đầu tư Quang Huy này với công ty Minh Khánh của ông Lâm, hai công ty này có nghiệp vụ qua lại, cho nên con nhất định phải điều tra. Nè, con làm vậy cũng được hay sao? Con không biết ba với chú Phúc Khí con quen biết lâu lắm rồi hay sao? Trước đây trong lúc con bắt Hồng Mao, có một số manh mối là chú ấy cung cấp cho ba đó. Ông Lâm là người sai khiến sau bức màn của Hồng Mao. Nếu chú ấy có dính líu tới ông Lâm, tại sao lúc đó còn cung cấp manh mối cho chúng ta? Con tìm lộn chỗ rồi. Ba, bây giờ con đang chấp hành công vụ. Nếu công ty của chú với công ty của ông Lâm có làm ăn qua lại thì con nhất định phải điều tra. Bà nói cho con biết, con điều tra không đúng chỗ, không đúng phương hướng rồi con. Bây giờ con còn điều tra chú Phúc Khí của con, ba còn mặt mũi gì nữa hay không? Được rồi nè, anh hát cậu à, đừng vậy ha. Cậu đến đây để điều tra, chứng tỏ cậu ta nghiêm túc, đây là công việc của cậu ta mà. Chỗ của chúng tôi không cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là mấy câu hỏi mà thôi, đúng không? Không thành vấn đề, qua đây. Mời ngồi. Ngồi xuống đi, đừng có giận. Ngồi đi. Vậy cậu à, xin hỏi cậu muốn hỏi gì? Cậu có việc hỏi đi. Chú à, chuyện là như vậy? Ý, hai cha con cùng về nhà hả? À, con chào bác. À, chào cô. Trung à, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Mẹ, để con giới thiệu. Cô ấy là đồng nghiệp của con, Trần Nghị An, là Tina đó. Vừa mới điều từ Đài Nam về. Thì ra là như vậy. Hay gì trước đây ở sở cảnh sát chưa từng gặp con. Mời ngồi, ngồi nói chuyện đi ha. Cảm ơn bác. Hả cậu à, ngày thường ông thích nói lắm mà, sao hôm nay là im thinh thích? Bà hỏi con trai của bà đi, nó giỏi lắm. Ba,
Ba đang giận gì vậy? Con điều tra nhật ký điện thoại của ông Lâm, điều tra ra rất nhiều cuộc gọi với công ty đầu tư Quang Huy. Dĩ nhiên con phải điều tra rồi. Có gì mà điều tra? Chú Phúc Khí còn mở công ty đầu tư, dĩ nhiên là có nhiều cuộc gọi rồi, con phải điều tra ba đi. Ba cũng thường gọi cho chú ấy lắm nè, điều tra đi. Con không nói là ông ấy có vấn đề, con chỉ là nghi ngờ thôi. Con có thể nghi ngờ người khác, còn chú Phúc Khí của con không cần nghi ngờ đâu. Tại sao vậy? Tại sao ba còn phải nói hay sao? Con làm cảnh sát, ba cũng cung cấp cho con bao nhiêu manh mối rồi. Từ đâu ba có thì là do chú ấy cho ba đó. Con không cảm ơn ba cũng không có sao, ít ra cũng phải cảm ơn chú ấy. Nhưng mà con còn điều tra chú ấy, con điều tra cái quái gì? Ba, trước đây ba thường nói với con, chúng ta làm việc phải thưởng phạt rõ ràng, công tư phân minh. Gặp bất cứ manh mối nào cũng phải điều tra cho rõ ràng mà. Nhưng mà ba cũng thường nói với con, chúng ta làm người quan trọng nhất là phải trọng tình trọng nghĩa chứ. Chú Phúc Khí con cũng đã cung cấp nhiều manh mối như vậy rồi. Con biết chú ấy đã mất bao nhiêu tiền không? Con không biết là phải tốn tiền hay sao? Chú ấy cũng thường nói với ba, nếu như ba không nhờ chú ấy đã cắt đứt quan hệ với đám anh em xã hội đen đó lâu lắm rồi. Người ta như vậy là vì ba, như vậy mới có tình có nghĩa. Con là con của ba, con đang làm cái gì? Con còn điều tra chú ấy, nghi ngờ chú ấy là sao? Ba cũng biết, nếu như có manh mối thì phải điều tra rõ ràng. Không thể vì ông ấy có tình nghĩa với ba, giúp ba phá án thì bảo đảm ông ấy không liên quan đến vụ án khác mà. Ba có thể bảo đảm với con, chú ấy hoàn toàn trong sạch. Không lý nào con nghe ba nói những lời này thì không điều tra chú ấy. Con muốn điều tra ổng, điều tra ba nè. Nếu ba bị tình nghi, con cũng điều tra như thường. Trời, ý con là cả ba con cũng nghi ngờ phải không? Đủ chưa? Trời ơi, nè, hai cha con ông sao vậy? Càng cãi càng sướng miệng phải không? Bây giờ xem khách như không khí hay sao? Tôi nói cho ông biết, cãi cái gì? Ăn cơm là trên hết, cơm nước tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cầm lấy, hai cha con ông hãy bưng cơm nước ra đây, tôi chuẩn bị chén đũa. Đi đi. Tina, xin lỗi nha, nhà tôi hơi náo nhiệt, cô hãy ở lại đây dùng bữa ha. Dạ được. Ăn cơm đi. Mặc kệ họ, ăn cơm đi ha. Alo. Đồng sĩ trưởng. Cảnh sát đã điều tra đến chỗ của tôi rồi. Ông biết không vậy? Hả? Bây giờ phải chuyển hướng chú ý của cảnh sát nghe chưa? Dạ. Hậu quả thất bại ông biết rồi phải không? Con thích nhất là khoai tây chiên phải không? Dạ phải. Từ từ thôi, nóng lắm đó. Mẹ ơi, con muốn cởi hươu cao cổ. Được rồi, cẩn thận nha. Vậy đâu? Tiểu Diễn, cẩn thận đó. Bé biết rồi. Chân của anh vẫn còn đau hả? Anh chỉ đau một chút thôi. Có lẽ là hôm nay đi chơi nhiều quá, nghỉ một lát là được rồi. Chân anh bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng. Tại sao nhất định phải đưa tụi em ra ngoài chơi? Chính vì bị thương nên mới được nghỉ mà. Không nhân cơ hội này đi chơi thì phải đợi đến bao giờ đây? Em đang nghĩ gì vậy? Em thấy anh hôm nay vui như vậy, không giống như trước đây. Nếu anh đi làm thì em rất lo lắng. Em sợ không biết anh có gặp người xấu nào không. Em sợ anh có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Từ khi chúng ta quen nhau thì em đã lo lắng cho anh rồi. Bây giờ chúng ta đã ly hôn, em vẫn còn như vậy. Tội Tâm à, mấy năm nay để em vất vả rồi. Em không sợ vất vả. Chỉ Long à, vất vả là gì chứ? Em sợ tiếng điện thoại reo, em sợ nhận được điện thoại anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em sợ xem tin tức, em sợ nhìn thấy đỏ súng, em sợ nhìn thấy anh bị thương, em sợ nhìn thấy anh. Anh biết. Chuyện anh nói anh biết hết. Anh biết là hàng tháng em thường đi Long Sơn tự thắp hương phù hộ cho anh bình an. Anh còn biết là hàng năm thật ra đều có mua quà sinh nhật để tặng cho anh. Chính vì anh lỡ hẹn, em mới bỏ chúng trong tủ áo. Anh còn biết là từ khi chúng ta quen nhau, mỗi lá thư anh gửi cho em đều cất giữ rất là tốt.
Làm sao anh biết? Em quên là nhà mình có một tay trong tí hon hả? Vậy anh còn biết gì nữa không? Anh còn biết mỗi buổi tối em đều lấy hình cưới của chúng ta ra nhìn, nhìn rất là chăm chú, còn lén lút hôn nữa. Làm gì có như vậy chứ? Đúng rồi, làm gì có. Nhưng mà anh có đó. Mỗi một buổi tối anh đều cầm hình của em, nhìn rất chăm chú và lén lút hôn. Ai dạy anh nói những lời ngon tiếng ngọt này vậy? Trước đây anh không biết nói như vậy mà. Đây không phải là ngon tiếng ngọt, tại vì đây là sự thật. Đây là lời thật lòng của anh trong lúc anh đối mặt với người anh yêu. Nè, Tina. Anh Trung à, hôm nay tôi không mua quà đến nhà anh, thật sự cảm thấy rất là ngại. Vậy đi, hôm nào đó tôi nhờ người nhà của tôi gửi một ít đặc sản Đài Nam đến đây, anh mang về cho hai bác dùng thử nha. Cô đừng khách sáo như vậy, chỉ là bữa cơm thôi mà. Ngược lại tôi cảm thấy ngại mới đúng. Để cô nhìn hai cha con tôi cãi nhau, thật sự là rất ngại. Không đâu, bác trai với bác gái đối xử với tôi rất thân thiết. Hôm nay tôi thật sự rất vui. Bây giờ mới mấy giờ chiều thì hai người đã ngồi ở đây tán gẫu với nhau rồi. Trung à, chuyện của Dương Phúc Khí với ông Lâm anh đã điều tra tới đâu? Tôi đã tới công ty đầu tư Quang Huy gặp Đồng Sư Trưởng để hỏi chuyện. Với tình hình của họ bây giờ, công ty Quang Huy với công ty Khánh Minh có nghiệp vụ qua lại rất bình thường, không có tình huống vi phạm pháp luật. Dương Phúc Khí nói như thế nào? Ông ấy nói ông ấy có biết chút ít bối cảnh xã hội đen của Lâm Tan, nhưng tình hình thực tế thì ông ấy không rõ lắm. Hơn nữa ông ấy không biết tập đoàn Hồng Mao có quan hệ gì với Lâm Tan hay không. Anh tin ông ta à? Tuấn Kiệt, ông ấy phối hợp rất tốt với cảnh sát chúng ta. Hơn nữa, từ số tài liệu đó cho thấy ông ấy đúng là công ty kinh doanh đàng hoàng. Anh Trung à, anh nghe thơ quá rồi đó. Công ty có qua lại với ông Lâm không lý nào đàng hoàng được đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ mà. Chứng cứ hả? Chứng cứ dĩ nhiên phải nhờ vào bản thân rồi. Không lý nào bọn xấu lại đưa chứng cứ tới cho anh. Nếu như anh có thời gian ngồi đây tán gẫu, tại sao anh không tiếp tục điều tra quan hệ với Dương Phúc Khí và ông Lâm? Tôi... Tuấn Kiệt à, anh muốn anh Trung điều tra Dương Phúc Khí thì anh cứ nói thẳng, tại sao lại chửi khéo người ta? Tôi thì chướng mắt vì anh ta dùng thái độ tùy tiện này để xử lý manh mối quan trọng. Tôi chẳng qua chỉ nói vài câu với anh Trung thôi, có quan hệ gì với thái độ điều tra của ảnh? Được rồi, anh giỏi lắm, anh lợi hại, anh tự điều tra đi. Để coi anh có thể điều tra ra gì. Sau khi anh điều tra ra mới chửi người ta cũng chưa muộn mà. Tina, đừng nói nữa. Tuấn Kiệt, anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục điều tra từ manh mối này. Xin lỗi, để anh phải bận tâm rồi. Được, hy vọng anh có tiến triển mới. Alo, Đồng Sư Trưởng, tên cảnh sát mới đến hồi sáng, bây giờ là đến nữa rồi. Anh ta đang ngồi trên xe đầu hẻm để quan sát chúng ta. Lại là nó hả? Còn có người nào khác không? Bây giờ chỉ có một mình anh ta thôi, không có ai khác. Điều này tôi sẽ giải quyết. Anh hãy tiếp tục để mắt đến nó. Nếu nó có hành động gì, lập tức báo cho tôi biết. Trung à, ba. Ba. Trung à, sao ba đến đây vậy? Bà sắp bị tức chết rồi. Lần trước không phải nói với con rồi sao? Không được nghi ngờ chút phúc khí của con bà. Bây giờ con đang làm cái gì? Đang giám sát chú ấy hả? Ba, con xin ba tôn trọng con một chút được không? Nếu như chú Phúc Khí với ông Lâm chỉ đơn giản là làm ăn với nhau, con cũng không làm gì ông ấy đâu. Con giám sát người ta tức là làm phiền người ta. Dù sao đi nữa, người ta cũng là người có mặt có mũi, đang làm ăn đàng hoàng. Con nghi ngờ người ta, giám sát người ta làm vậy? Nếu để phóng viên biết chuyện này, người ta còn có thể làm ăn nữa hay không? Con sẽ hại chết người ta đó. Con làm cảnh sát còn phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Con chỉ biết là đi đứng đàng hoàng không sợ gì hết.
Đừng có nói chuyện đi đứng đàng hoàng gì với ba. Đi, theo ba về nhà. Con không về đâu. Bây giờ con không về. Sau này mày nghỉ về luôn cái mày. Được rồi, không về thì không về. Bất quá là con ngủ ở văn phòng. Không phải. Alo, bác gái hả? Dạ dạ. Dạo gần đây con hơi bận. Được 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 được. Hay là ngày mai con đến thăm bác nha. 2 giờ chiều có được không? Được được được. Dạ chào bác. Vẫn không thể kêu Tiểu Diễn thức dậy. Cái thằng nhỏ này đi chơi chắc mệt lắm rồi. À, ăn cơm đi. Em không được nhìn thấy Tiểu Diễn vui như vậy lâu lắm rồi. Chí Long, anh biết không, tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Diễn chính là hy vọng anh có thể như hôm nay đi chơi với nó suốt ngày. Điều tại anh không tốt. Anh không thể luôn ở bên cạnh nó, cũng không thể luôn ở bên cạnh em. Ăn cơm đi nè. Vừa rồi trong điện thoại anh nói ngày mai anh sẽ đi thăm ai vậy? Là mẹ của một đồng hương ở Chương Hóa. Là ai vậy? Em có quen không? Tuệ Tâm. Đó là mẹ của Mặt Trắng. Từ bỏ công việc cảnh sát này hay là không? Thật không vậy? Đặc biệt là hôm nay, nhìn thấy em với Tư Diễn vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy anh là một người rất là ích kỷ. Anh là người cha ích kỷ, người chồng ích kỷ. Anh... Chí Long, anh đừng nói như vậy. Nhưng mà em nghe anh nói em vui mừng lắm. Nhưng mà anh lại nghĩ, sau khi anh từ chức thì anh có thể làm gì? Em có thể nuôi anh mà. Tội Tâm mà, anh không thể để em nuôi anh đâu. Hay là để anh đi làm bảo vệ hoặc là nhân viên quản lý cao ốc. Vậy thì anh có thể... Chí Long, em biết anh rất thích làm cảnh sát. Em không muốn để anh chịu ấm ức. Đây không phải là ấm ức. Anh cũng rất muốn có thể cùng em với Tiểu Diễn, ba người chúng ta có thể sống vui vẻ bên nhau. Đây cũng là hy vọng của anh.
Báo cáo đồng sự trưởng, nhờ phước của ông đã nghe trộm được cuộc điện thoại giữa quốc thủ và mặt trắng. 2 giờ chiều mai quốc thủ sẽ đến nhà của mặt trắng. Dạ, tôi biết rồi. Tôi sẽ thông báo ông Lâm. Nè, gọi em. Ông Cao à? Tôi biết rồi. Được. Mặt trắng à, 2 giờ chiều mai quốc thủ sẽ tới nhà thăm mẹ mày. Mày hãy giải quyết nó ở đó. Nhớ làm gọn gàng một chút. Ông Lâm à, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi không muốn giết người trước mặt của mẹ tôi, cũng không muốn mẹ tôi biết tôi giết người, cũng không muốn giết người ở nhà tôi ảnh hưởng tới mẹ của tôi. Mày đi với Hồng Mao cũng đã trở thành đứa con hiếu thảo rồi, sợ liên lụy tới mẹ mày hả? Không sao hết, tụi tao sẽ thu xếp. Trong lúc mày chấp hành nhiệm vụ, thu xếp mẹ mày rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi chỉ muốn báo với ông Lâm một tiếng thôi, không cần ông Lâm phải bận tâm, tôi tự thu xếp được. Như vậy là tốt. Chỉ cần giết chết Dương Chí Long, coi như mày đã hoàn thành nhiệm vụ. Tới rồi nè. Trời ơi, điện thoại gì mà reo liên tục à? Alo. Mẹ, con Lương đây. Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với mẹ, chỉ cần 5 phút là đủ. Nhưng bây giờ ở gần nhà chúng ta đều là cảnh sát. Dạ được, chiều nay 1:30 ở bên cạnh ghế đá công viên nha. À, đúng rồi, chính là ghế đá trước đây chúng ta thường đi bộ với ba đó. Mẹ, mẹ nhớ tới nha. Nếu như con tới trễ, mẹ nhớ đợi con đó. Ừ, con biết rồi. Con sẽ chú ý. Mẹ cũng cẩn thận đó. Dạ được. Khai Lợi, từ năm 90 đến cuối năm 93, ghi chép tiền bạc qua lại giữa hai công ty đầu tư Quang Huy và Mậu Dịch Khánh Minh, em đã chỉnh lý xong chưa? Chỉnh lý gần xong. Chỉnh lý xong, nhớ báo danh một tiếng. Anh còn việc khác muốn nhờ em. Được rồi. Tina, phần văn kiện anh đưa cho em lúc nãy đã đánh xong chưa? Không nhanh như vậy đâu. Cố gắng nhanh lên nha. Alo. Ba. Còn nhớ bà lắm đó. Xong rồi, mọi chuyện gần như thu xếp xong. Con cũng xin điện thoại rồi, nhưng họ vẫn chưa tới. Có lẽ là vài ngày nữa. Ba, con biết ba rất lợi hại. Ở miền Nam, ba có giao thiệp rộng. Ba đến nhờ nghiệp viên Lưu tìm giùm con một người được không? Không phải đâu, là bạn con muốn tìm. Cổ tên là Tôn Dân. Đúng rồi, bà thông minh thật. Dân bộ chữ Thảo. Đại Bắc. Đại Bắc đã tìm hết rồi, cho nên con mới nghi ngờ có lẽ cô đã đến miền Nam. Hình hả? Con không có hình của cổ. Trời ơi, con không cần biết. Bà phải giúp cho con đó. Thôi được rồi, nếu như có tin tức, bà phải báo cho con biết ngay nha. Được rồi ba à, con sẽ dành thời gian về thăm ba. Được rồi ba, tạm biệt nha. Tina, anh không hề nhờ em tìm Tôn Dân, tại sao em lại tự ý quyết định còn nhờ ba em tìm vậy? Em không phải giúp anh, mà là giúp anh Trung. Giúp anh Trung hả? Đội chuyên án có nhiều việc như vậy sao em không làm?
mà lại đi tìm người cho Trung. Em rảnh rỗi lắm sao? Nếu như vậy, em giúp sở cảnh sát tìm Tôn Dân, vậy là được chứ? Trước đây Tôn Dân cũng là người trong đội chuyên án. Bây giờ cổ mất tích, em giúp một tay tìm cổ cũng nên lắm mà. Tìm nhân khẩu mất tích có người chuyên môn phụ trách, không cần em nhiều chuyện. Em lợi dụng quan hệ để tìm người. Thực ra bản thân của em không hề thay đổi tính tình, chuyện gì cũng nhờ cha mẹ, nhờ quan hệ. Dương Tuấn Kiệt, em nhờ cha mẹ, nhờ quan hệ để làm việc vậy thì sao? Sao anh không nói trước đây anh cũng nhờ quan hệ của em để điều tra mấy vụ án đó? Không lẽ trước đây Tuấn Kiệt đúng là lợi dụng Tina để thăng chức sao? Tuấn Kiệt, Tina, hai người làm sao vậy? Sắc mặt rất là khó coi. Ở Đài Nam, ba tôi có quen một số quan chức và người địa phương. Vừa rồi ông ấy mới hứa với tôi sẽ nhờ người đi tìm Tôn Dân. Có thật không? Nếu bác trai đồng ý giúp một tay, vậy thì tốt quá rồi. Đây là chuyện tốt mà. Tuấn Kiệt, tại sao anh không được vui? Tại vì đội trưởng Di của chúng ta tự cho mình thanh cao, xem thường chuyện tôi nhờ quan hệ để tìm Tôn Dân. Người mà đội chuyên án chúng ta muốn tìm có rất nhiều, không phải chỉ có Tôn Dân đâu. Tại sao tìm người khác không nhờ quan hệ, tìm Tôn Dân lại phải nhờ quan hệ? Tuấn Kiệt, anh đừng nói vậy. Tôn Dân không phải người khác, là người trong nhà. Điều này dĩ nhiên là khác rồi. Hơn nữa anh không phải thường nói, làm việc thì phải nhờ thủ đoạn. Tina nói như vậy cũng không có gì sai. Mọi người đang làm gì vậy? À, đội trưởng. Đội trưởng. Vừa rồi người phụ trách giám sát mẹ của Mặt Trắng có báo tin. Không lâu trước đây, Mặt Trắng có gọi điện về nhà, hẹn gặp mẹ hắn ở công viên. Bây giờ, ngoài người có nhiệm vụ ra, tất cả mọi người 10 phút sau đến mai phục ở gần hiện trường, chuẩn bị bắt giữ Mặt Trắng. Dạ, dạ. Đúng rồi Tina, ai cũng có nhiệm vụ trên người, cô hãy ở lại phòng làm việc đi. Dạ. Đội trưởng, mẹ của Mặt Trắng đã ra khỏi cửa. Sao đội trưởng không bắt máy? Bác gái, con là quốc thủ đây. Bác gái. Là anh hả? Đóng cửa lại. Đưa súng ra đây. Từ từ thôi.
Tao hỏi mày, tại sao gần đây mày hay đến nhà tao vậy? Tôi đến thăm bác gái. Mày có tốt bụng như vậy không? Là một cảnh sát, tại sao đối xử tốt với mẹ của một tội phạm như vậy? Bà ấy là mẹ của tội phạm truy nã chứ không phải tội phạm truy nã. Tôi đến thăm bà ấy có gì không đúng? Tao không nghĩ cũng biết là mày có ý đồ khác. Mặt trắng à, con người tôi xưa nay không nói dối. Đúng vậy, trước đây tôi đến thăm mẹ của anh, thật sự là có ý muốn biết có thể hỏi thăm tin tức của anh. Nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp xúc với mẹ của anh, tôi nhận thấy bà ấy là người rất cô đơn, là người rất đáng thương. 10 năm qua bà ấy đã mất chồng, đã mất đi con trai, cuối cùng còn phải mất đi đôi mắt. Nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong bóng tối. Hơn nữa bên cạnh bà ấy không có ai chăm sóc bà ấy, phụng dưỡng bà ấy. Bất kể ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa. Nhưng tôi không thể làm điều gì cho bà ấy. Đôi khi tôi chỉ có thể đem vài món ăn quê hương Nhị Lâm cho bà ấy ăn, trò chuyện với bà ấy, nghe bà ấy kể những câu chuyện của quê hương chúng ta, nghe tâm thanh mong nhớ quê hương của bà ấy. Tại vì tôi biết trong thế giới đen tối của bà ấy, bà ấy có thể xem tôi là anh, một đứa con bất hiếu không có cách nào đưa bà ấy về quê hương của mình. Mày coi tao là đứa trẻ 3 tuổi hả? Bản thân mày không có người thân để chăm sóc sao? Tại sao phải chăm sóc người thân của người khác? Tôi có người thân, tôi cũng rất muốn chăm sóc cho họ. Chính vì xã hội này vẫn còn một số người làm điều sằng bậy, hại tôi không thể chăm sóc cho họ tốt. Cho nên tôi hiểu rất rõ nỗi khổ của một người cô đơn. Huống hồ mẹ của anh lại là một bà lão mù. Mày tưởng mày nói dễ nghe như vậy thì tao tin mày à? Tôi chính là nghĩ như vậy, tùy anh muốn tin hay không. Nếu anh không tin, bây giờ tôi nằm trong tay của anh, muốn chém muốn giết tùy anh. Được, Dương Chí Lộc, tao tin mày một lần. Cộng đâu? Lần trước mày hại tao phá tướng, tao cũng không tìm mày trả thù. Bây giờ cấp trên của tao kêu tao bắn chết mày, lẽ ra mày phải nằm ở đây rồi. Nhưng mà tao thấy mày chăm sóc mẹ tao chu đáo, hôm nay tao sẽ tha cho mày. Tại sao cấp trên của anh muốn anh phải giết tôi? Tại vì mày làm việc quá nghiêm túc. Dương Chí Long à, trong xã hội này, bất kể là chính hay tà, tha được thì tha, đừng quá bán mạng như vậy. Mặt trắng à, anh mau tự thú đi, như vậy mới có thể cứu bản thân, cũng có thể cứu mẹ của anh. Bây giờ bản thân mày đã khó giữ rồi, mày còn muốn cứu ai nữa sao? Tôi có lòng tốt khuyên nhủ anh, anh không có cách nào thoát khỏi truy bắt của cảnh sát đâu. Tao cũng muốn khuyên mày, tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không hậu quả tự mày gánh đi. Đây là ý gì? Tao nói cho mày biết, người nhà của mày đều bị tao giám sát rồi.
Tại sao bây giờ bỗng nhiên có nhiều người như vậy? Tiếng ồn ào đó là cái gì? Có phải là cảnh sát không? Hả? Mình đã bị cảnh sát theo dõi. Không được. Nếu như mình còn ở đây, khi thằng Lương nó tới, chắc chắn sẽ có chuyện. Mình không thể gặp thằng Lương ở đây. Đội trưởng, bây giờ bà ấy đi rồi, làm sao đây? Mặt trắng vẫn chưa xuất hiện, mọi người kiên nhẫn chút đi. Tuấn Kiệt, tôi sẽ theo mẹ của mặt trắng ở đây giao cho anh. Có tình huống gì nhớ giữ liên lạc. Dạ. Vợ của mày Hứa Tuệ Tâm đang bán bảo hiểm. Con của mày Dương Chí Diễn đang học lớp 5 ở trường tiểu học Long Sơn. Còn em gái mày Dương Tiểu Yến bây giờ là cảnh sát của Đài Bắc. Vậy thì tao có bỏ sót ai không vậy? Lâm Văn Lương, nếu anh dám động đến bất cứ người nào, tôi quyết không tha cho anh. Nè, mày nói sai rồi. Không phải tao muốn đụng tới họ, mà là mày. Họ là sống hay chết, hay là muốn bình an vô sự, đều phải xem bản thân của mày. Làm việc đừng nên bán mạng như vậy. Tất cả kế hoạch của tụi tao, nếu như vì sự truy lùng của mày mà phá hoại, cho dù tao xảy ra chuyện gì, cấp trên của tao cũng sẽ tìm người nhà của mày để đền mạng đó. Mọi người chú ý, mục tiêu đang trên đường về nhà. Tuấn Kiệt, anh hãy cho người lục xét gần đây để xem có bóng dáng của mặt trăng hay không. Trước tiên tao muốn nhắc nhở mày, nếu như bây giờ mày dừng điều tra lại, mày với người nhà của mày sẽ bình an vô sự. Nếu không... Anh không cần dìu tôi đâu, tôi tới nhà rồi. Tôi tự vô nhà được, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Bất kể thế nào, những ngày tháng mày chăm sóc mẹ tao, tao đều ghi nhớ trong lòng. Ai vậy? Ai đó? Bác gái, con đây. Quốc Thủ. Quốc Thủ à, sao cậu lại ở đây? Hả? Vừa rồi anh Lương có về. Cái gì? Thằng Lương có về? Vậy thằng Lương nó ở đâu? Lương à, Lương à, bác gái à, anh ta đi rồi. À, đi rồi hả? Nó hẹn tôi ra công viên. Nó, sao lại như vậy? Tay của cậu, tay cậu có gì? Anh ta còn con lại đó, Quốc Thủ. Hả? À, đội trưởng, sao vậy? Sao lại như vậy? Vừa rồi mặt trắng có về, thật ra muốn giết tôi, nhưng sau đó đổi ý. Cậu nói gì? Thằng Lương muốn giết cậu hả? Chết rồi, đèn kế điệu Hổ Ly Sơn. Mọi người chú ý, mặt trắng xuất hiện rồi. Tất cả mọi người rút khỏi hiện trường. Trong phạm vi gần nhà mặt trắng 5 km, lập tức truy lùng. Trong vòng 500 m, nếu phát hiện người hoặc vật khả nghi, tăng cường kiểm tra. Bác ra công viên, lúc nào cũng không đợi được thằng Lương, thì bác biết thằng Lương gạt bác rồi. Nhưng mà bác không ngờ, bác không ngờ nó thật sự muốn giết cậu. Bác thật sự không ngờ. Tôi Kim Tử, mày đừng có đi qua đi lại nữa. Đi tới nỗi tôi muốn nhức đầu luôn. Ông Lâm à, xin lỗi nha. Ông Lâm à, ông thấy lần này à, Quốc Thủ chết hay là mặt trắng chết đây, hay là cả hai? Sự việc có thành công hay không thì phải xem bản lĩnh của họ. Theo mày thấy ai sẽ chết? Trong chuyện lần này tôi đã cẩn thận lắm rồi. Tôi có đi chùa thắp nhang, tôi còn xin xăm nữa, liên tiếp được 3 keo nữa đó nghe. Quẻ xăm đã nói thằng mặt trắng nhất định sẽ chết.
Tôi thấy bắt đầu từ bây giờ tôi không cần hợp tác với mặt trắng nữa rồi. Chùa đó không có linh. Ông Lập, sự việc tiến hành thế nào? Tôi không ra tay. Mày nói cái gì? Mày không ra tay hả? Chuyện của ông Lâm đã dặn mày, mày không ra tay là sao? Ông Lâm à, không những có một đám cảnh sát theo mẹ tôi ra công viên, ở gần nhà tôi cũng có rất nhiều cảnh sát, cho nên tôi ra tay không được. Có nhiều cảnh sát thì mày không dám ra tay hả? Mày không bao giờ làm đại ca được đâu, không bao giờ giết được quốc thủ. Ông Lâm à, không phải chỉ có nhiều cảnh sát, thật ra tôi muốn đổi chỗ khác. Tôi không muốn giết chết tên cảnh sát đó ở nhà tôi. Mày làm gì cũng lâu thôi thiệt nha. Lúc thì nói không muốn gặp mẹ mày, lúc thì nói đổi chỗ khác. Nè, kêu mày làm việc phải chọn ngày hay sao? Ông Lâm à, tôi muốn đổi chỗ khác thật sự là gì? Tôi không muốn ở nhà mẹ tôi giết chết tên cảnh sát đó. Mặt trăng à, tao thấy mày thay đổi thật rồi. Trước đây chỉ cần nhắc tới mẹ mày thì mày nghiến răng trợn mắt, về nhà cũng không muốn về. Bây giờ mày nói này nói nọ. Tốt nhất mày nên hoàn thành chuyện này cho sớm đi. Ông Lâm, sở dĩ tôi nói như vậy chắc ông cũng hiểu mà. Phải hiểu như thế nào? Trước đây trong lúc Hồng Mao bắt cóc con gái ông, buộc ông thả ba mẹ anh ta ra. Lúc đó vì muốn bảo vệ con gái của ông, không phải ông cũng thả ba mẹ của anh ta ra sao? Bản thân mày không có bản lãnh còn lo chuyện của ông Lâm ra sao? Mày không nghe người ta nói hả? Tình thương của cha mẹ, tình thân sâu hơn biển sao? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn con gái của ông Lâm hy sinh oan uổng mà. Không sai, tình thân sâu hơn biển, ông Lâm như vậy tao cũng như vậy đó. Cho nên tôi hy vọng ông Lâm hiểu cho tôi. Mày cũng giỏi thiệt nghe, dùng lời của tao để trả lời tao, có phải ngứa ngáy lắm không? Đủ rồi. Mặt trăng à, tóm lại là mày có một đống lý do, tao cũng không muốn hỏi mày nữa. Cảm ơn ông Lâm đã hiểu. Lần này mày nói là muốn đánh lạc hướng cảnh sát, tụi tao cũng cố gắng phối hợp, nhưng mà không thành công. Mặt trăng à, lần sau tao không muốn mày có bất cứ lý do gì nữa. Ông Lâm yên tâm, chuyện ông căn dặn tôi nhất định làm được. Quốc thủ, rõ ràng hôm nay mặt trắng đã hẹn gặp mẹ của hắn ở công viên, tại sao hắn không đi, ngược lại còn về nhà? Tôi nghĩ chuyện này là hắn cố tình bày ra. Ý của anh là mặt trắng muốn thông qua lời nói của tôi cảnh cáo cảnh sát chúng ta đừng tiếp tục điều tra vụ án Hồng Mao nữa. Mặt trắng này cũng phách lối thật. Mặt trắng bày ra kế này để chúng ta mai phục ở công viên lâu như vậy, kết quả nó lại về nhà cảnh cáo quốc thủ. Điều này chứng tỏ đầu óc của nó rất tốt. Quốc thủ, anh nghĩ có phải mặt trắng biết chiều nay anh đến thăm mẹ hắn cho nên mới đợi anh ở đó hay không? Có khả năng này. Tối qua mẹ hắn có gọi điện cho tôi, hẹn tôi 2 giờ chiều nay đến thăm bà ấy. Nói như vậy, có khi nào hắn thông đồng với mẹ của hắn không? Mặt trắng nói là sẽ làm chuyện bất lợi với người nhà mình. Vì vậy chuyện này tốt nhất tạm thời đừng nói ra, để tránh gây thêm phiền phức cho mọi người. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có, anh có nghĩ gì đâu. Không có, em thấy anh rõ ràng có tâm sự mà. Không sao đâu, em đừng có lo lắng. Các vị, nếu như mặt trắng thật sự muốn chơi chúng ta, đây là cảnh cáo. Cảnh cáo cảnh sát chúng ta được điều tra nữa. Dĩ nhiên, đây là một loại dằn mặt, nhưng mà cũng chứng tỏ điều tra cảnh sát chúng ta đã có sức uy hiếp đối với họ. Nói không chừng cách mấu chốt phá án càng lúc càng gần. Đúng, tôi tán thành nhận xét của đội trưởng. Chúng ta không thể vì chịu đả kích một lần thì nản trí, cho nên tôi quyết định tiếp tục giám sát Đổng sự trưởng Dương và công ty Quang Quy. Lát nữa
tôi sẽ qua đó. Khoan đã, lần trước không phải anh cùng Tina gặp Dương Phúc Ký rồi sao? Gương mặt của anh người ta đã nhận ra, bây giờ anh còn muốn tới đó giám sát à? Đội trưởng, nhiệm vụ giám sát công ty Quang Huy với Dương Phúc Ký để tôi đi sẽ ổn hơn đó. Trung với Tina đã gặp Dương Phúc Khí rồi, không thích hợp lắm. Nếu như vậy, đội trưởng, nhiệm vụ lần này tôi muốn mời Khải Lợi làm cộng tác viên của tôi. Được, nhiệm vụ lần này giao cho hai người phụ trách. Dạ. Dạ. Đốc sư trưởng. Ừ. Chuyện phái mặt trắng đi giết quốc thủ bây giờ tiến hành ra sao rồi? Mặt trắng có chút lo lắng, vẫn chưa ra tay. Bây giờ cảnh sát đã cho người giám sát bên ngoài cao ốc của tôi 24/24. Trước đó là người họ Tống, bây giờ lại đổi người khác. Cho đến bây giờ các ông vẫn không ra tay sao? Phái nó đi giết quốc thủ là muốn đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát đối với chúng ta. Chúng ta đều bị cảnh sát giám sát rồi, mọi kế hoạch đều không thể tiến hành. Tính nghiêm trọng này chẳng lẽ các ông không biết hay sao vậy? Đồng sư trưởng, con người mặt trắng này rất khó kiểm soát. Nó sao rồi? Cần nó làm gì lúc nào cũng lâu thôi. Tôi sợ tới lúc đó nó cũng như Hồng Mao phản bội chúng ta. Tôi không cần biết hiện giờ nó đang nghĩ cái gì. Nếu như nó không chịu ra tay thì ép buộc nó. Nếu không, bất kể là nó giết chết quốc thủ hay là quốc thủ giết chết nó, cũng có thể chuyển hướng chú ý của cảnh sát đối với chúng ta. Tôi tuyệt đối không để cho mấy thằng đanh con như Hồng Mao liên lụy. Biết chưa vậy? Tôi hiểu ý của ông. Bây giờ nó cho mặt trắng dùng ma túy rồi, nếu nó còn nghe lời, cũng có thể dùng chiêu đối phó ma mẹ Hồng Mao để đối phó nó. Cao Vĩnh Thành, ông nhận thấy thế nào? Đốc sư trưởng, ý của ông là bây giờ ông Lâm nói vì muốn kiểm soát mặt trắng, trước tiên là phải bắt mẹ của mặt trắng. Cấp trên như ông có thể quản không vậy? Đốc sư trưởng, tôi hiểu rồi. Cấp trên chúng tôi sẽ phụ trách chuyện này. Ông yên tâm, tôi chắc chắn điều tra cho ra lẽ.